không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Thực ra mấy lâu nay, tư tưởng và chí hướng của chúng ta đều khác. Ta vẫn là ta, vẫn là Đường Bá Hổ, thích du ngoạn, ngắm cảnh, ngâm thơ, làm đối, du hí nhân gian. Ta không muốn gạt cô. Sở dĩ ta không ở lại là vì lo cho cô không đối phó nổi. Chúng ta còn phải đương đầu với những cái hung hiểm hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc trước. Nếu chúng ta may mắn được lui toàn thân, có một đoạn kinh lịch như vậy, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ là hai người bạn rất thân, bằng hữu. Nói đúng, có một người bằng hữu tài trí hơn người, văn tài xuất chúng. Bằng hữu, ta thấy rất vinh hạnh. Có được một người bạn kiên trì như cô cũng là điều vinh hạnh của tôi. Miếng ngọc này thiệt là đẹp. Sâu chuỗi này coi bộ cũng rất là quý giá. Sao có nhiều quà vậy cha? Quà này cũng là của Hạ Hậu Dũng tặng tới. Hạ Hậu Dũng? Bất kể người này làm cái gì đi nữa, con cũng không có thay đổi cái nhìn với hắn đâu. Ê Đình Ngọc, thật ra con người Hạ Hậu Dũng không tệ, tuổi trẻ có tài. Trẻ tuổi vậy mà là đại tướng quân, hơn nữa gia thế nhà họ Hậu hiển hách, thiệt là xứng với mình. Con mà kệ nhà hắn hiển hách hay không, tóm lại con không thích hắn. Đình Ngọc, con đừng có nên bướng bỉnh như vậy. Con không muốn nghe nữa. Con hãy nghe cha nói, Hạ Hầu gia với mình. Cha, thật ra hôm nay con muốn nói với cha, con định dời qua Hàng Châu cùng với Hảo Liên tới kinh thành một thời gian. Sao khi không lại đi kinh thành? Cha biết mà, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, con muốn rời khỏi chỗ này. Dù là vậy cũng không cần phải đi kinh thành quá xa. Từ nhỏ con sống chung với cha, con một mình đi xa, cha thiệt không có yên lòng. Cha, con đi kinh thành tới ở nhà của di trượng. Cha cũng biết là ổng rất là giỏi cầm kỳ thư họa, con có thể học tập với ông ta, lại còn có thể học kim chỉ cùng với lại di mẫu nữa, sau đó học lễ nghi. Kể từ bây giờ con muốn làm một quận chúa tri thư đặc lễ. Cha ủng hộ con phải không? Nếu như con thiệt làm được, sao cha lại không ủng hộ? Cảm ơn cha. Nô tỳ tham kiến quận chúa. Quận chúa, quận chúa. Hảo Liên, tôi định hỏi là quận chúa thích đem áo quần gì tới kinh thành? Đem mấy cái thường ngày ta mặc là được rồi. Dạ quận chúa. Hảo Liên à? Hả? Người đem cây quạt này tới Tam Bảo Đường trả cho Đường Bá Hổ giùm ta. Tại sao quận chúa không đích thân đi? Gặp thêm một lần chỉ khiến đau lòng thôi. Nhưng chuyến đi kinh thành này không biết chừng nào mới trở về. Hơn nữa Đường Bá Hổ hoàn thành biên soạn là sẽ rời khỏi Hàng Châu. Nếu lần này cô không đi gặp, e rằng chưa chắc còn có cơ hội. Chuyện của mai này rồi sao hãy tính. Ta đã quyết định dứt bỏ phiền não ở đây. Quận chúa. Thu Hương. Chị ngộ quá. Phải, cô đi chợ. Ừ, còn cô? Vài hôm nữa ta phải đi kinh thành, có nhiều đồ dùng cần phải mua. Cô đi kinh thành gấp như vậy à? Sao trước đó không nghe nhắc qua? Chỉ vừa quyết định mấy hôm nay thôi. Ta đi kinh thành tới nhà di trưởng và di mẫu, ở lại với họ một thời gian. Cô định ở bao lâu? Nếu vui thì là một năm hay là 6 tháng cũng chừng. Vậy là một khoảng thời gian không được gặp cô. Nhất định sẽ có cơ hội. Thu Hương, cô thiệt là tốt. Trước đó ta đối với cô như vậy, cô cũng không ngại. Sau đó thì cô đã xử tốt lại với ta. Tóm lại chúc cô ở kinh thành sinh hoạt vui vẻ. Ta cũng chúc cô với Đường Bá Hổ, người hữu tình, được kết tóc xe duyên. Quận chúa, có lẽ cô vẫn chưa biết, thật ra ta với Đường Bá Hổ chỉ là bằng hữu mà thôi. Nhưng ta nhìn ra được cô thiệt thích Đường Bá Hổ, và Đường Bá Hổ cũng rất thích cô. Ở trong khoảnh khắc không biết làm sao để giải thích với cô, tóm lại quan hệ của chúng tôi đã qua, bây giờ tôi với ảnh chỉ là bạn thiệt thân. Cô với Đường Bá Hổ chỉ là bạn thiệt thân. Bây giờ cũng đã trưa, tôi phải về. Chào.
À, làm phiền chuyển lời với quận chúa giùm. Xin dập đường hãy cẩn thận. Ta vì bận rộn chuyện biên soạn không thể đưa quận chúa được. Dạ biết. Quận chúa, ngươi không cần đưa ta. Ta đâu có nói là đi. Hảo Liên vừa nói với ta, cô lên kinh thành học tập, một khoảng thời gian mới về kia mà. Dạ đúng, quận chúa còn dặn đô tỳ. Cho nên ta cố tình tới nói với người. Ta vừa mới đổi ý định không đi kinh thành nữa. Hả? Thiệt hả quận chúa? Hảo Liên, ngươi về phủ trước đi. Dạ, đô tỳ xin cáo lui. Ngươi còn nhớ là đã từng dạy ta: khiết nhi xá chi, hữu mục bất triết, khiết nhi bất xá, kim thạch khả liễu hay không? Nhớ chứ. Lại liên quan gì tới chuyện cô đổi ý? Ha, ta thấy không những là làm với người mình yêu thích cũng phải cần tới độ này. Nếu chưa hề thử qua đã bỏ cuộc rồi thì nhất định hối hận suốt cả đời. Cho nên ta quyết định ở lại. Ồ, thì ra là ý trung nhân. Tâm trạng này ta hiểu. Không qua một cơn lạnh thấu xương, đâu được qua mai tỏa mùi thơm ngát. Là lão sư của cô, ta thấy về mặt cá tính của hắn thật có nhiều chỗ cần cải thiện. Cho nên nếu như được, mong là ngày mai cô sẽ thay đổi hắn. Khoan đã, hắn mà ngươi nói là ai? Thì là Hạ Hầu tướng quân. Đương nhiên không phải là hắn. Người này quá ngông cuồng tự đại, không có coi ai ra gì hết. Đương nhiên ta không có thích hắn. Người ta thích là ngươi. Quân chúa, cô có đang biết mình nói gì hay không hả? Dĩ nhiên là ta biết. Người mà ta yêu thích chính là người Đường Bá Hữu. Quận chúa, có phải có chỗ nào nhầm lẫn hay không vậy hả? Không có lầm lẫn. Người vừa có tài qua là hiểu ta rất nhiều. Người tốt với ta là người ta ngưỡng mộ nhất. Cho nên ta mong được ở chung với người. À, quận chúa, ta biết cô khiến Đường Bá Hữu này bị quảng hốt. Bởi vì Đường Bá Hữu này có tài cán gì mà có thể xứng đáng được với cành vàng lá ngọc như quận chúa chứ? Người đừng nói tài đức gì với ta. Tóm lại người ta thích là người. Nhưng mà ta chưa có hề có tình cảm nam nữ với cô. Thì bắt đầu bây giờ là được rồi. Ta đã hạ quyết tâm. Cho dù bây giờ trong lòng ngươi không có ta, ta vẫn tin là có một ngày ta sẽ cảm động được ngươi. Còn nữa, còn cây quạt này, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Ta mong ngươi có thể giữ nó thiệt tốt. Cho tới ngày ngươi tiếp nhận tâm ý của ta thì mới trả lại cho ta. Hả? Sao khi không lại thay đổi ý định? Ờ, không nỡ xa cha, có phải không? À, dạ đúng, con không có nỡ xa cha. Con một mình đi xa thiệt lo là thích nghi không có nổi. Lỡ như nhớ nhà thì sao? Huống chi ở Hàng Châu, con vẫn có thể học tập làm một quận chúa tốt. Cha coi, bây giờ con có ngoan không? Hả? Con gái của cha thiệt là khó đoán, hồi về hồi khác. Nhưng mà con có phải chỉ không nỡ xa cha đơn giản vậy hay không chứ? Cha, con biết là con nói không đi, cha sẽ vui lắm. Cha quả là thiệt vui, nhưng mà cha hết cách với con. Dương gia, thuộc hạ đã đi hỏi hạ nhân của Tam Bảo Đường. Họ nói là... Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng có nên ấp mở. Họ nói nghe được quận chúa nói với Đường Bá Hổ là yêu hắn, còn nói sẽ có một ngày khiến hắn cảm động. Hèn chi Đường Ngọc cứ đòi theo Đường Bá Hổ học hành, không chịu liếc mắt tới Hạ Hồ Dũng. Đường Bá Hổ này tưởng hắn là gì? Chỉ là một tên giải nguyên, xứng đôi với con của ta. Ta chỉ mời hắn tới biên soạn, hắn tưởng là có thể trèo cao à? Dương gia, có cần phải người dạy đời hắn không? Hay là... Hắn còn giá trị lợi dụng. Chờ khi hắn biên soạn xong cho mình rồi thì giải quyết hắn cũng chưa có muộn. Nè, ông chủ có tiệm đâu hả? Sao trong tiệm có linh tới vậy? Dạ không biết. Không lẽ tới bất phản loạn? Ây da, cảm thấy nhức đầu quá. Ta về nhà nghỉ một chút. Quê lão gia. Xin chào. Ông tới đúng lúc. Không mắc mới tới ta thì không mắc mới tới ta. Chuyện của tiệm ông không mắc mới tới ông gì mắc mới tới ai. Đáng lẽ không muốn làm phiền quê lão già, nhưng người làm của ông đã khuyên can nhiều lần cũng không chịu dọn hàng vô trong nhà. Người nói hàng quá của tiệm ta hả? Mùa thu đã qua rồi, thời tiết khô khan. Chúng tôi nhắc nhở người làm thiết bị phòng đông. Hàng quá chắc xa hẻm như vậy dễ gây ra quả hoạn. Đúng, lỗi của chúng tôi. Ta bị họ dọn hàng đi ngay. Dọn đi liền dễ xảy ra quả hoạn. Còn nữa, dạo này toàn quốc đang tập nã phản loạn, nhất là đám phản tặc của thiên địa mình. Triều đình có lệnh, thấy một người giết một người. Nếu nhầm thấy có người lạ mặt mà khả nghi,
phải báo với quan phủ, nhất định nhất định. Nghe chưa? Dạ lão gia. Chào. À, xin chào, xin chào. Ăn cơm. Mời uống trà. À, xin mời. Ngươi thế nào? Có bị phỏng hay không? À, không có gì, không có gì. Dạo này ta thấy người tâm thần hoảng hốt, không được tập trung. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu mà có gì, cứ việc nói với ta, không chừng ta sẽ giúp được cho. Không có gì, không có gì. Thật ra thì chỉ là vấn đề nhỏ về việc làm ăn, ta tự giải quyết được mà. Thật ra thì hôm nay ta tới gặp người là để giả từ. Người phải đi sao? Hai hôm trước ta nhận được thư của đệ tử, hắn đã kiếm được một chỗ ở dưới chân núi Thái Sơn để dạy hạ gia quyền chúng tôi. Ở giờ có nhiều người muốn học, cho nên mời ta đi dạy quyền. Ồ, cũng tốt, đi được người nào hay người đó. Không cần thiết phải liên lụy người. Ân công ông nói cái gì liên lụy ta? À, không không không, ý của ta muốn nói là người có thể đi xa thì là hay quá. À đúng, xa lìa trần thế, tập trung luyện võ. Nói thiệt, nếu mà được ta cũng muốn đi với người. Ở đây làm ăn lớn quá, còn hai vị phu nhân và hai vị công tử, người đâu có thể đi với ta được. Hai vị đại gia, gia đồng tử. Ân công, ở chỗ này rất là có tiếng là nướng gà đồng tử. Hôm nay ta đãi, ngươi đừng khách sáo với ta. Gà đồng tử, vẫn là thân đồng tử, vẫn chưa có thành niên mà đã bị giết rồi, thiệt tàn nhẫn quá. Hạ huynh, tại hạ có một thỉnh cầu, ngươi có thể dẫn quê văn quê võ đi với ngươi để tập võ. Dẫn họ đi. Luyện võ cực khổ lắm, thêm giờ là nơi nghèo nàn hiểu lắm, họ chịu không nổi. À không đâu không đâu, ta không phải là sung miệng nói đùa. Nè, ngươi có biết hay không, quê văn quê võ từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu mà họ có thể đi theo ngươi luyện võ, đối với họ đều là tốt đó. Nhưng mà Thái Sơn cách chỗ này thì là quá xa. Chính ta thích nó đủ xa càng tốt. Vậy hả? Nhưng mà Hạ huynh, chuyện này ta quyết định như vậy, quê văn quê võ gửi tác cho ngươi. Làm phiền làm phiền. Tòa mà phải ngồi tắm một chút. Bây giờ tội nghiệp quá, có đau không con? Đứng lên. Mẹ, tụi con thì không muốn đi tập võ. Tụi con không muốn xa cha mẹ. Nhất định phải đi. Ê, lão già, tôi cũng không nỡ để hai đứa con đi xa. Ông chỉ là muốn họ luyện võ cường thân thì mời sư phụ về nhà dạy là được rồi, cần gì phải đi xa chứ. Ê, phu nhân mà không có hiểu đâu. Mời sư phụ tới nhà dạy cho tụi nó, tới chừng thì mỗi ngày tụi nó kêu cực khổ, rồi bà lại không có nỡ lòng, nghĩ tụi nó nghỉ một chút tạm ngưng. Như vậy thì học không có được. Tóm lại không đưa tụi nó đi xa thì càng không được. Tôi là mẹ của hai đứa nhỏ mà ông đưa họ đi xa như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ai trả hai đứa con lại cho tôi? Đàn bà hiểu cái gì? Tóm lại là họ phải theo Hạ huynh đi Thái Sơn. Nếu bà không nỡ xa họ, vậy thì bà đi chung với họ. Sao khi không lại ngang ngược chứ? Ngậm miệng. Nếu bà vẫn coi ta là chủ của gia đình thì ngậm miệng. Lâu nay ông chưa hề lớn tiếng với tôi, đã xảy ra chuyện gì? Bà đừng có hỏi nhiều nữa. Tóm lại ta đưa tụi nó đi á là nghĩ tốt cho tụi nó. Mẹ à, xin lỗi Hạ đại thúc, chúng tôi không theo ông tới Thái Sơn học quyền, quyển phủ này trả lại cho ông. Cha của hai người có biết không? Tối qua cha nói với chúng tôi không cần đi nữa. Mẹ, mẹ. Chào. 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 Chào quê phu nhân. À phải, ăn công được. Ông ra cửa bàn việc làm ăn. Mẹ, ngồi. Ừ. Thật ra hai vị công tử là con cưng của ông bà, biết họ đi xa tập võ như vậy, không nỡ lòng đó cũng là chuyện thường. Phải, biểu họ bỏ ta đi xa như vậy ta thì không nỡ lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, huynh đệ của họ thiệt nên rèn luyện cho tốt. Phải, mẹ nói lạ thừa lúc ông chưa đi phải học tập với ông. Nếu là vậy thì tại sao ăn cơm lại đột nhiên thay đổi ý định? Hôm qua ta thấy ông thảo luận với Thế Kiệt một hồi, đột nhiên nói với ta không muốn huynh đệ của họ rời khỏi quê phủ. Ta cũng không biết tại sao. Vậy thì lạ quá. Phu nhân, vậy thì nghĩa đệ và ăn cơm đã bàn chuyện gì? Chuyện này ta không biết. Tối qua ta nhìn thấy họ trò chuyện, bao thúc như là thiệt hung hăng rầy cha. Sau đó cha nói không cần chúng tôi đi nữa. Thật ra dạo này lão gia với Thế Kiệt thiệt là thần bí quỷ quái, không biết phải có chuyện gì giấu chúng tôi không? Phu nhân yên tâm, một lát nữa ta tới kho hàng kiếm nghĩa đệ, hỏi cho rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhanh tay một chút đi. Ở đại ca, ở sao ngồi vậy? Thế Kiệt được. Bao đại ca đã ra ngoài sẽ về ngay. Thùng hàng này là cái gì? Không gì, chỉ là cây giải thôi. Cây giải? Mở ra coi. Không được, vừa đóng đinh thùng chuẩn bị đưa đi. Nè, không khiến máu. Dạ. Các người lấp lốt quảng hốt chuyện gì? Mở ra coi.
Haraka, vậy là làm khó tôi thôi. Tôi nghi ngờ các ngươi lấy giải đi bán. Không mở ra coi thì đừng có hòng bước ra khỏi cửa này. Mở ra cho Hạ đại ca coi đi. Các ngươi đã giết người. Nghĩa huynh, xảy ra chuyện gì? Nghĩa đệ, ngươi về đúng lúc, họ đã giết người. Sao lại vậy? Qua đây coi. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó có công nhân nghe lén chuyện của ban hội mình, lo là bị hắn làm hư chuyện, nhằm lúc Hà Anh Hùng tới bị phát hiện. Tổng đại chủ để tránh đêm dài lắm mộng, hay là giải quyết hắn cho rồi? Không nhất định phải giết người. Ta rõ ràng tính của hắn, không chừng hắn còn giúp được mình. Hoàng, đã tỉnh hả đại thúc? À, ông có đói bụng hay không? Tôi có chân bánh bao ăn sẵn nóng. Cảm ơn. Xin hỏi ở chỗ này là chỗ nào vậy? Đây là làng Cô Quả, cách tuyệt với ngoại giới, người bên ngoài không dễ gì kiếm tới. Ông cứ việc ở lại dưỡng sức. Làng Cô Quả, dân làng chỗ này đều là cô nhi quả phụ, phu quân của họ, cha của họ đều bị đám cẩu quan hại chết. Tại sao có một làng như vậy? Vì tại sao ta lại ở đây? Tổng đại chủ Thiên Địa Minh đưa ông tới, căn dặn phải chăm sóc tốt cho ông. Thiên Địa Minh? Phải, là Thiên Địa Minh ân nhân của chúng tôi. Nhưng mà Thiên Địa Minh là một đám phản tật, giết người không chớp mắt. Họ giết toàn là những tham quan ô lại, cẩu quan tàn hại trung lương. Chúng tôi được họ tiếp tế và an trí tới đây để sống. Vậy thì lạ quá. Không lẽ trong Thiên Địa Minh cũng có người tốt? Nghĩa huynh, không sao chứ? Ngậm miệng, tên tiện nhân bị ổi, vì định lén ta. Tổng đại chủ, tổng đại chủ, nhà muốn ăn kẹo mứt. Muốn ăn kẹo mứt hả? Dạ phải. Nè, cầm lấy. Cảm ơn tổng đại chủ. Bao Thế Kiệt, thì dân ngươi là tổng đại chủ của Thiên Địa Minh. Xin lỗi Nghĩa huynh, giấu ngươi bấy lâu. Uổng cho ta lâu nay tính nhiều ngươi, tưởng ngươi là một nam tử hán đại trượng phu, ta đã nhìn lầm ngươi. Bây giờ triều đình phụ bại, gian thần đương đạo, khiến dân chúng lầm than. Cái xa thì đừng nói, trước mắt ngươi, cái đám cô nhi quả phụ này đều là gia quyến của trung thần triều đình, nhưng bây giờ đã bị mất thê tử, nhà tan cửa nát. Phu quân của Trần Đại Thẩm là tri phủ Hồ Châu Trần Đỉnh Thiên Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân suốt đời thanh liêm, yêu dân như con, cuối cùng đã bị kẻ gian hãm hại, xung quân tái ngoại, chết nơi tha hương. Cha của Tiểu Dũng này là đại học sĩ đương kim Phương Hiếu Quốc Phương Đại Nhân. Phương Đại Nhân suốt đời tận trung triều đình, vì nước vì dân, vì thượng thư triều đình, kể về tệ chánh đã bị sát hại. Phương Đại Nhân là một thanh quan có tiếng, thường tiếp tế nghèo, ta thật là kính trọng hắn. Một vị quan tốt cuối cùng vẫn bị rơi đầu, còn liên lụy tới gia quyến, một nhà 30 miệng bị tru sát. Chỉ có một mình Tiểu Dũng thoát được tai kiếp. Nếu không phải ta dẫn nó tới đây, nó đã chết nơi suối vàng rồi. Triều đình phụ bại vô năng, Thiên Địa Minh của chúng tôi đi đối kháng, có gì không đúng? Nhưng mà các ngươi là Lê Dân Đại Minh, mà phải lật đổ Hoàng đế Đại Minh. Dù sao, chính vì chúng ta trung quân yêu quốc, mới phải lật đổ vua Chánh Đức Đương Kim. Tiên tổ của chúng ta rơi đầu đổ máu vì Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương đánh Giang Sơn, sau đó truyền vị cho Huệ Đế. Tiếc là bị Yến Dương Chiêu Đệ mưu triều tán dị, cho nên từ Chiêu Đệ cho tới Chánh Đức Đương Kim, họ đều là tặc Hoàng đế. Hoàng vị là họ giật về, cho nên Thiên Địa Minh phải lật đổ Chánh Đức, khôi phục Đại Minh chánh thống. Nghĩa huynh, nay ngươi đã biết chân tướng, thì nên cải tà quy chánh, mưu phúc chỉ cho bá tánh, lấy lại Giang Sơn cho Đại Minh chánh tông, mới không phụ lòng tổ tiên của họ Hạ của ngươi. Thế Kiệt lâu nay kính trọng ngươi. Ngươi thường nói với ta, người sống trên đời phải lập đại chí, làm việc lớn. Sao không gia nhập Thiên Địa Minh, cùng nhau làm chuyện lớn quanh địa? Hạ Anh Hùng cũng bị tổng đại chủ thuyết phục gia nhập Thiên Địa Minh. Kính phục, kính phục. Những việc ta làm không phải là vì Hạ Anh Hùng. Sau lưng Hạ Anh Hùng có Thu Hương, sau lưng Thu Hương thì có Đường Bá Hổ. Thật ra mục tiêu của ông là Đường Bá Hổ. Chỉ cần Đường Bá Hổ giúp chúng ta kiếm ra con cháu của Huệ Đế, là chúng ta có thể dựng cờ hiệu, ngài khôi phục Đại Minh chánh tông,
cũng đã sắp tới. Tổng đại chủ quả như là nghĩ sao? Ta rành tánh của nghĩa huynh ta, ta có lòng tin thuyết phục được hắn. Nhưng nếu lúc đó hắn không chịu, nghĩa huynh, sao ngươi không gia nhập Thiên Địa Minh, cùng nhau làm việc lớn? Tổng đại chủ, bây giờ chúng ta có hạ anh hùng giúp đỡ, bước kế tiếp phải làm sao? Nay nghĩa huynh của ta gia nhập Thiên Địa Minh, nghĩa là Thu Hương cũng đã nắm ở trong tay. Không lâu, Đường Bá Hổ cũng đứng ở bên mình. Cha, sao hôm nay lại có nhà hứng hẹn con đi dạo phố? Lâu nay cha con của mình xa cách bao nhiêu năm, hôm nay thì muốn hàn huyên với con. Con nhớ lúc con nhỏ thường nhõng nhẽo với cha đòi ăn kẹo hồ lô hay không? Con dĩ nhiên là nhớ. Con nhớ cha vì không cho con ăn kẹo hồ lô, gạt con nói là kẹo hồ lô là dùng máu cái yêu quái để mà làm ra. Còn nói là thiên sơn yêu quái chỉ là dùng để gạt con nít lên thiên sơn, báo hại con tới giờ không dám ăn kẹo hồ lô. Lúc nhỏ con ốm yếu thường bệnh, cho nên cha không cho con ăn bừa bãi và ép con phải luyện công để cường thân luyện thể. Hôm xưa cha gạt con, con có trách cha hay không? Dạ không trách. Nếu không phải hôm xưa cha đúc thúc con luyện võ thì con đâu có biết võ công. Hôm nay hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ cho kẻ hèn. Đúng vậy, giúp đỡ kẻ hèn, cảnh giác trần gian là tôn chỉ lâu nay của cha dạy cho con. Còn nữa thì cha, cha dạy con phải trung quân vì quốc, thỉnh mạng vì dân. Giáo huấn của cha con luôn ghi sâu ở trong lòng. Nếu mà hôm nay cha nói với con những chuyện hôm xưa cha dạy cho con đều là sai thì sao? Cha, cha dẫn con tới đây làm gì? Người chôn ở đây đều là liệt sĩ khai quốc của Đại Minh, họ vì thái tổ hoàng đế đánh giang sơn trung tâm quốc, nhưng cuối cùng không được thiện chung. Sao lại vậy? Họ đều là trung thần khai quốc của thái tổ hoàng đế, cho nên đều bị chết dưới tay của Yến Dương Chiêu Đệ mưu triệu tán dị năm xưa. Yến Dương mưu triệu tán dị, còn có nghe được Bảo Hộ nhắc qua, nhưng tại sao khi không cha lại nhắc tới chuyện này? Là tổng đại chủ của Thiên Địa Minh, nghĩa là Bao Thế Kiệt, để kể đầu đưa câu chuyện này với cha. Cha nói Bao đại ca là tổng đại chủ của Thiên Địa Minh. Đúng vậy. Bây giờ cha không cần giấu với con nữa, cha đã gia nhập vào Thiên Địa Minh. Sao lại vậy? Cha nói Thiên Địa Minh là phản tặc đại nghịch bất đạo, tại sao cha lại gia nhập? Cha của con thì là hồ đồ, lâu nay cứ tưởng chánh đức mới là chánh tông của Đại Minh, nhưng bây giờ cha mới biết thì ra hắn là một tên tặc hoàng đế. Giang sơn của hắn đâu là dựt gì? Chúng ta phải tận trung, không phải là chánh đức do Yến Dương Chiêu để truyền dị, mà nên là con cháu của Huệ Đế. Nhưng trước đó cha cứ nói người của Thiên Địa Minh phải thích sát hoàng đế, họ là kẻ gian. Nhưng bây giờ đột nhiên cha lại nói họ là trung thần, hoàng đế mới là kẻ gian. Ở trong khoảnh khắc con chỉ không biết cái nào đúng cái nào sai. Tổng đại chủ biết được, con và Đường Bá Hổ cứ tìm kiếm bí mật mất tích của Huệ Đế năm xưa. Chuyện này liên hệ trọng đại, nếu mà con kiếm ra con cháu của Huệ Đế là Thiên Địa Minh có thể dựng cờ hiệu lật đổ chính đức tình cỡ hoàng đế này. Cha phải cùng với họ làm phản. Được là một việc lớn, quanh liệt cha của con chết cũng không tiếc. Nhưng mà tại sao các ngươi lại đem đầu mối quan trọng như vậy thượng báo cho Ninh Dương? Sau lưng các ngươi có phải là có nguyên nhân bí mật gì hay không? Bấy nhiêu năm nay họ hạ của mình cứ ủng hộ chính đức tình cỡ hoàng đế này, chúng ta thiệt thẹn với tổ tiên. Con nói đi, chỉ cần con nói ra là có thể đền bù lại lỗi lầm bấy lâu nay của nhà họ hạ mình. Con không biết, cha đừng ép con. Thì ra Ninh Dương cũng có ý đồ làm phản. Thu Hương đã kể cả câu chuyện với Hà Anh Hùng. Đường Bá Hổ vì biết Ninh Dương muốn dựng cờ hiệu con cháu của Huệ Đế để lật đổ chánh đức, cho nên mới giấu giếm câu chuyện, mong là kéo được lúc nào hay lúc đó. Con người của Ninh Dương có giả tâm rất lớn, hắn muốn lợi dụng kỳ hiệu chánh tâm của Huệ Đế, thật ra là muốn giật gian sang cho mình. Ninh Dương lòng lan giả sói, mai là bị Đường Bá Hổ chạch ra âm mưu của hắn. Nhưng chuyện quan hệ trọng đại, nếu để cho họ kiếm ra con cháu của Huệ Đế sớm hơn mình thì hậu quả khó lường. Cho nên then chốt quan trọng nhất là Đường Bá Hổ nộ pháp xung quán bằng lăng xứ, tiêu tiêu nhũ khiết, đài vọng nhẫn, ngưỡng thiên trường tiêu, tráng hoài kình liệt. Bà Quỳnh, ngươi hẹn ta tới chắc không phải muốn ta nghe đọc thơ chứ? Không, chỉ là bước tới hoàn cảnh này khiến cho ta nghĩ tới một đấng danh tướng Nhạc Phi. Hắn trung quân yêu quốc, nhưng cuối cùng phải bị tội không cần có. Ta cảm xúc nhất thời, nghĩ tới bài Mãn Giang Hồng của hắn.
Lúc đó gian thần đương đạo, Nhạc Phi tuy bị gian thần Tần Cối hại chết, nhưng mà được ca tụng ở hậu thế, dù sao cũng là danh tướng Nhạc Phi. Không biết người có cái nhìn thế nào về triều đình đương kim? Tại hạ chỉ là một con cò bay ngoài đồng du hí mà thôi. Ngao du nhân gian, lâu nay không có thích nghị luận triều chánh. Nếu bao huynh hôm nay muốn kiếm người bạn quốc sự, coi bộ đã kiếm sai đối tượng. Tại hạ xin cáo từ. Đường Giải Nguyên, người ta cười ta quá điên cuồng, ta cười người ta nhìn không xuống. Hai câu này, kẻ nhìn suốt ngươi không chừng là ta. Ta không có mấy hiểu ý của ngươi. Ngươi nói lâu nay ngươi không xen vào chuyện của triều đình. Rất tiếc là bây giờ tay của ngươi đang nắm một việc lớn, liên hệ tới quốc gia Hưng Vong và muôn ngàn tánh mạng của bá tánh, là triều đình đại sự. Không biết bà huynh muốn nói cái gì. Ngươi cứ cầm cuội biên soạn nhật ký của Trịnh Hòa, trong đó đã ẩn tàng bí mật mất tích của Huệ Đế năm xưa. Ta thật sự không hiểu, nhưng ta lại rõ ràng ngươi đang làm gì. Ta không ngại nói với ngươi, ta là tổng đại chủ của Thiên Địa Minh. Thân phận của bà huynh không quan hệ gì tới ta. Chuyện này có quan hệ lớn tới ngươi. Hôm xưa khi chúng tôi thích xác chánh đức cẩu hoàng đế, ngươi làm hư chuyện của ta, hại chết nhiều huynh đệ của Thiên Địa Minh. Thích xác hoàng thượng là chuyện đại nghịch bất đạo, phải biết hậu quả là khó lường. Ngươi không cần nói thêm, ta cho ngươi hai con đường chọn. Một, giúp đỡ ta kiếm con cháu của Huệ Đế, lật đổ cẩu hoàng đế. Hai, bây giờ ta giết ngươi, trả thù cho các huynh đệ. Ngươi bảo ta giúp ngươi làm phản, xin lỗi, ta làm không nổi. Nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng cản không nổi. Ta tưởng Đường Bá Hổ chỉ tài trí hơn người, thì ra cũng gan dạ hơn người, kính phục. Tuy ngươi không sợ chết, nhưng trên dưới quê phủ đều sợ chết mà. Còn có Thu Hương cũng bị tru liên, ngươi nỡ lòng mà. Ngươi nói vậy để ý gì? Tại vì quê Hồng Sơn còn có Hạ Anh Hùng đều là người của Thiên Địa Minh. Thử hỏi chuyện này, nếu để Ninh Dương và Chánh Đức biết được, họ sẽ đối phó với các người thế nào? Còn nữa, Ninh Dương là một tiểu nhân nuốt lời tráo trở, thật ra ngươi phải giúp ai? Ta cho ngươi hai ngày suy nghĩ. Cáo từ. Sao thế, chuyện gì? Cô đã kể hết chuyện với cha cô rồi à? Xin lỗi, dù sao cũng là cha của ta. Bao Thế Kiệt bắt huynh giúp hắn làm gì? Hắn bảo ta phải tìm cho được con cháu của Huệ Đế để giúp hắn làm phản. Ta chỉ không ngờ tới nông nỗi này. Từ nhỏ cha đã dạy ta phải trung quân yêu nước, nhưng đột nhiên ổng lại nói trung quân yêu nước là sai, Thiên Địa Minh mới là tổ chức chánh nghĩa. Bây giờ ta thấy thiệt rối loạn. Ta đã sớm nói với cô, chuyện đời không phải đúng hay là sai, hoặc giả trắng đen đơn giản vậy. Nếu cô chịu nghe ta nói, sớm ngày đứng ngoài cuộc, chúng ta bây giờ đã rời khỏi Ninh Dương Phủ, thì đâu có bị lâm cảnh này. Bá Hộ, hay là chúng ta mặc kệ tất cả, bỏ đi cho xong. Quá muộn rồi, thời cơ tốt nhất đã đi qua. Ta không thể bỏ lại cha cô và bỏ mặt trên dưới người của quê phủ. À, thì ra là vậy, ông đã gia nhập Thiên Địa Minh. Mày nói nhỏ tí một chút có được hay không? Nếu mà để phu nhân nghe được làm hết hồn đó. Lúc đó thì ta tới đường cùng, họ đưa tiền cho ta, rồi kéo tay của ta đóng dấu, ta tưởng cho là giấy nợ thôi. Rồi thì bây giờ họ nói ta đã lăn tay gia nhập vào Thiên Địa Minh. Thiệt tình, nhưng mà ta không thẹn với lương tâm trời đất, là ta không hề theo họ làm chuyện bậy lần nào hết. Chỉ có một lần, là có một lần thôi. Ông đã làm chuyện bậy gì? Chuyện này có lỗi với người đó Bá Hộ. Hả? Lần trước họ thích sát hoàng thượng, họ nói là người báo hại họ chết đi nhiều huynh đệ, ép ta phải hẹn người ra uống trà, rồi ở trà lầu thì giết người. Cũng may là hôm đó Hạ Hầu tướng quân nhầm lúc tới kiếm chuyện, nếu như không thì hôm đó người đã bị chết rồi, và ta sẽ tự trách suốt kiếp về chuyện này. Bá Hộ, xin lỗi, nhưng mà ngươi phải thứ lỗi cho ta, ta vì bất đắc dĩ mà làm thôi. Hèn chi hôm đó ông thiệt là quỷ quái, thì ra là như vậy. Phải, nhưng bây giờ trái lại thì càng hay. Nè, là vì ngươi đã biết hết đầu đuôi câu chuyện, ngươi không thể nào đứng ngoài cuộc nữa. Chúng ta đã đi chung một chiếc xuồng, chuyện của ta tức là chuyện của ngươi, với thông minh tài trí của ngươi nhất định có ứng phó. Nhưng mà việc này thiệt là khó ứng phó. Không không, ngươi nhất định ứng phó nổi. Bây giờ thì có người chống chọi, ta đã yên tâm. Tối nay ta có thể ngủ được một giấc ngon lành. Lão gia, tôi thiệt tình buồn ngồi xuống đây trò chuyện một chút. Ta phải đi ngủ một giấc cái đã. Lão gia.
Đường Bá Hổ ơi là Đường Bá Hổ. Ủa, ngươi thông minh suốt đời, tưởng là tam tiếu lưu tình, kết quả 15 cảnh này. Tiếp theo đây, coi ngươi còn cười ra nổi hay không. Nè 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 nè, chuyện gì mà đi qua đi lại vậy? Ta nghĩ chắc cho ngươi. Kẻ nên quản hút là ta. Coi ngươi nha, ta cũng chưa sợ. Ngươi như là sợ hơn ta đó. Không lẽ bỏ lại cả đám người? Chạy không được, không chạy cũng không được. Chỉ là đối phó với Ninh Dương đã phiền rồi, bây giờ chạy ra thêm một thiên địa minh. Thiên địa minh thiệt lợi hại. Trước thì bắt Hà đại thúc, sao giải quyết Thu Hương? Đường Bá Hổ còn có thể chạy đi đâu? Bây giờ phải giúp thiên địa minh tìm cho ra con cháu Huệ Đế. Chuyện khác rồi mai mốt mới tính. Nè, theo ta thấy, nếu chúng ta giúp thiên địa minh kiếm ra con cháu Huệ Đế, ngươi không nghĩ là hại chết họ hay sao? Không đâu, thiên địa minh họ là con cháu trung lương bên cạnh Huệ Đế năm xưa, họ thiệt tôn kính Huệ Đế, họ không hại con cháu của hắn đâu. Đường Giải Nguyên, thiệt vui mừng ngươi chịu cải tà quy chánh, hợp tác với thiên địa minh. Có một chuyện này ta phải vào trước. Xin nói. Vì đầu mối để lại trong nhật ký có hạn, ta chỉ có thể tận sức ra thôi. Chỉ cần ngươi tận sức giúp chúng tôi kiếm ra con cháu Huệ Đế, còn giờ kiếm ra hay không thì coi ý trời. Giả sử ta thiệt kiếm ra cho các người mà họ lại không chịu đứng ra, các ngươi lại xử sao? Điều này ngươi yên tâm, tổ tiên của chúng tôi là trung thần bên cạnh Huệ Đế, nhìn thấy con cháu Huệ Đế như là thấy hoàng thượng. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của họ, không cưỡng ép họ. Được, và kể từ nay chúng ta không ai nợ ai. Thiên địa minh chúng tôi nói lý lẽ mà, ngươi thành công dĩ nhiên có thể rút lui, từ nay không ai nợ ai. Còn một điểm cuối cùng, sau khi thành công, ngươi phải trục xuất Quê Lão Gia và Hà Anh Hùng ra khỏi thiên địa minh, đừng để họ liên hệ vào chuyện mưu phản của các người. Ngươi quả nhiên trọng tình nghĩa. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần kiếm ra con cháu Huệ Đế, ta sẽ trục xuất họ ra khỏi thiên địa minh. Quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Chết với Hoa Mẫu Đường, làm ma cũng phong lưu. Ngươi đã ứng nghiệm được hai câu nói này của cổ nhân rồi, Đường Bá Hổ. Bây giờ đã lỡ đâm đầu vô, không thể hồi đầu. Đã là vậy, ngươi không có rảnh thì cứ đi trước đi. Ta không thể đi, ta đi rồi ngươi nói xấu ta, ta sẽ bị mất mặt. Tại sao phải lập tức biên soạn nhật ký Hà Tây Dương lần thứ 7 của Trịnh Hòa? Nơi tập 6 không có đầu mối, vậy thì hãy bắt đầu tập 7 cho mau. Ta nhớ ngươi có nói ở trong nhật ký tập 6 đã ghi tải ám hiệu tìm Huệ Đế. Trịnh Hòa cùng với hắn ở trên thuyền chơi 3 tháng, nhưng tới cuối cùng thì đưa hắn về chỗ cũ, nơi Trịnh Hòa tới theo chỉ thị của thành tổ đi kiếm Huệ Đế. Tại sao lại đưa hắn về? Còn nữa, nếu như Trịnh Hòa đại nhân hôm xưa thiệt tha cho Huệ Đế, thì tại sao trong nhật ký lại ám tàng quyền cơ để lại manh mối? Điều này ta vẫn chưa có đoán ra tâm ý của Trịnh Hòa đại nhân, cho nên ta mong ở tập thứ 7 sẽ tìm ra được quyền cơ. Để chỗ nào? Từ từ, để chỗ này, chỗ này. Được. Ta sẽ xếp cho người mà. Cảm ơn nhiều. Được. Cảm ơn. Ông lão sư, mấy gì này ta giúp việc biên soạn nhật ký à? Hắn do quận chúa mướn về. Các người hãy tự hỏi quận chúa đi. Anh để chỗ này. Các người để đây. Chỗ này hả? Bá Hổ, người tới đúng lúc. Để ta giới thiệu. Đây là lão sư do ta mướn về để dạy ta học hành viết chữ, chính là cổ đạo nhân. Còn vị này chính là Đường Giải Nguyên, Đường Bá Hổ. Ra là Đường Giải Nguyên tiếng tầm lừng lẫy hơn hạnh. Thất kính. Hảo Liên. Dạ. Đi dọn đồ của cổ lão sư vô đi. Dạ quận chúa. Cổ lão sư mời bên này. Quận chúa, sao khi không lại trở về Tam Bảo Đường vậy? Ta trở về chỗ này có thể gần gũi với các ngươi, lại có thể tập trung học hành viết chữ. Nhưng mà đừng có lo, nếu như ta có gì không hiểu sẽ thọ giáo cổ lão sư, không cản trở các ngươi biên soạn đâu. Cô muốn tập trung học hành viết chữ à? Ở Ninh Dương phủ đã được rồi, không cần tới đây. Ta tới chỗ này là vì Đường Bá Hổ cũng ở đây. Quận chúa, chúng tôi đi về phòng trước nói chuyện sau. Thiệt là sống này chưa lặng, sống khi lại tới thêm một người đàn bà tới làm phiền người đó Bá Hổ. Đúng là chết với Hoa Mẫu Đường thì làm ma cũng phong lưu. Quận chúa, cô kiếm ta có chuyện gì? Hôm nay đi dạo phố, nhìn thấy cái khăn tơ này thì là xứng với cô. Ông chủ còn nói là độc nhất. Độc nhất vô nhị. Đáng lẽ ta định chờ quận chúa lên tới kinh thành, sao mới tặng cho quận chúa? Cô coi. Không
ngờ ánh mắt của chúng ta giống như nhau. Dạ cũng khờ như nhau, bị gạt. Thu Hương, có chuyện này ta muốn nói rõ ràng với cô. Trước đây quan hệ với cô và bá hộ rất là mật thiết, ta cứ thấy có lỗi với cô rất là nhiều. Nhưng sau đó cô lại nói với ta cô đã không ở chung với hắn nữa, làm ta thấy trong lòng rất là nhẹ nhàng. Mắt chốt giữa ảnh và ta thiệt rất là khó giải. Có lẽ chúng tôi có duyên không có phận. Tuy rằng ta biết được lâu nay Đường Bá Hổ chỉ coi ta như là bạn thôi, thậm chí là học trò, nhưng mà ta tin là có công mài sắt sẽ có ngày nên kim, sẽ có một ngày hắn sẽ thật lòng thật dạ yêu ta. Quận chúa, thật ra quan hệ với ta và ảnh đã qua rồi, cô không cần phải nói cái gì với ta. Nên lắm. Từ nhỏ tới lớn ta bướng bỉnh đanh đá, lâu nay không có bạn bè, ta nói rõ ràng với cô là không muốn có hiểu lầm gì ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cô đã coi nặng tới cảm nghĩ của Thu Hương. Thật ra ta đã dứt bỏ bao phục này trong lòng từ lâu. Mặc kệ là quận chúa ở chung với ai, chỉ cần quận chúa được vui, ta cũng mừng cho quận chúa. Cảm ơn cô Thu Hương. Các người muốn sao đây? Đường Bá Hổ, trước đó ta đã từng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi cứ phải thằng cụi muốn cưới Hằng Nga, ta sẽ không tha cho ngươi. Hà Hồ tướng quân, ngươi đã hiểu lầm rồi. Sau cái chuyện của lần trước, ta cứ lánh né quận chúa, nhưng mà Tam Bảo Đường là chỗ của Dương gia, quận chúa muốn tới lúc nào đi lúc nào, ta không chế làm sao nổi. Nếu như là vậy, bây giờ ta giết ngươi để quận chúa không cần phải kiếm ngươi nữa. Dừng tay, thả hắn ra. Hà Hồ Dũng, ta nói nhiều lần ngươi không hiểu sao? Mặc kệ có Đường Bá Hổ hay không, ta cũng không thích ngươi đâu. Nếu như là vậy, sống chết người này càng không mắc mới tới cô. To gan. Đường Bá Hổ là thượng khách của Phụ Hoàng, hắn được mời tới để biên soạn nhật chí Hằng Hải. Người giết hắn, ăn nói làm sao? Cô không cần lấy Dương gia tới đè ta. Hạ Hầu Dũng lâu nay chưa từng bị mất mặt, hôm nay ta không giết hắn, làm sao được hả dẫn? Dừng tay! Bá Hổ, ngươi không sao chứ? Thật là hỗn láo, ai tới gây chuyện? Có biết bổn vương có thể lôi các người ra chém hay không? Dương gia thứ tội. Cha, không bắt mớ tới họ, là Hạ Hầu Dũng cố tình tới kiếm chuyện. Ngậm miệng. Dương gia, xin lỗi đã quấy rầy, nhưng ta mong ngài đừng can thiệp ân oán giữa ta và Đường Bá Hổ. Điều này ta không thể hứa với người, vì Đường Bá Hổ đã biên soạn nhật ký cho bổn vương. Ngài với cha ta có giao tình thâm hậu, hay là coi như nể mặt đứa cháu này, đừng có vì thư sinh này mà ảnh hưởng tới cảm tình của hai nhà. Người yên chí, cảm tình giữa ta và cha của người không có ai ảnh hưởng nổi. Cháu là đại tướng quân được triều đình trọng dụng, đã lập được nhiều công, đâu có cần vì chuyện nhỏ này mà phải nổi giận chứ. Lỡ như chuyện xa ngoài ảnh hưởng tới thành danh, thật ra cảm tình không có thể miễn cưỡng. Ai nấy đều biết Hạ Hầu lão tướng quân cha nào con nấy thiết khiêu dũng thiền chiến còn hơn cả cha của người, tiền đồ quá là sực sỡ. Sao không để tâm sức về trên mặt của tiền đồ? Bổn vương biết tâm nguyện của người là trú thủ Trịnh Châu, bổn vương cũng có giao tình với Phạm Dương quân khu trực thuộc Trịnh Châu, biết đâu có thể an bài giùm cho người. Bảo gia vệ quốc, nam nhi hữu trách, tư tình nhi nữ thì nên gác lại. Tốt, như vậy mới là phong phạm đại tướng. Dương gia, giảng bối quấy rầy đã lâu, xin cáo lui trước. Nhờ ngươi chuyển lời hỏi thăm với cha ngươi. Đi. Ngươi không cần khẩn trương, có chuyện gì đâu có ngại nói thẳng ra. Thật sự ngươi nghĩ thế nào tới con gái của ta? Tại hạ được lệnh Dương gia dạy quận chúa học hành viết chữ, cho nên lâu nay coi quận chúa là học sinh của mình. Nhưng có lẽ là quận chúa bẩm tính dễ dãi, cứ coi tôi như là bạn, nên mới khiến Hạ Hầu tướng quân hiểu lầm. Nhưng mà tại hạ tự nghĩ xử sự với quận chúa luôn luôn bằng lễ. Ngươi thiệt không có chút tình ý với Đường Ngọc hay là sao? Đường Bá Hổ thề với trời đất, quyết không có chút suy nghĩ chớ dẫn tới quận chúa đâu. Nhưng tâm ý con của ta đối với ngươi, ngươi không lẽ không biết? Đường Bá Hổ là người sáng mắt, quyết không thể nào không nhìn ra. Dạ phải, tại hạ gần đây mới biết được tâm ý của quận chúa, cho nên đã bắt đầu cố ý lánh né. Thiệt là quá tức. Cái gì cố ý lánh né? Con gái của Đình Dương khiến người bị mất mặt à? Dương gia, tại hạ không phải là ý này. Ta mặc kệ là ý gì, ý của bổn vương là
Lâu nay Bổng Dương thì là yêu thương đứa con gái. Bổng Dương không muốn nó thất vọng, càng không muốn nó đau lòng. Người hiểu không? Quận chúa là cành vàng lá ngọc, còn tại hạ chính là một tên giải nguyên, làm sao mà dám trèo cao? Người yên chí, Bổng Dương không phải là loại người ngoan cố hữu lậu, yêu cầu môn đăng hộ đối. Bổng Dương là một người thư sinh, tôn trọng người học sách thánh hiền. Còn ngươi là giang nam đệ nhất tài tử, thật ra cũng thì là xứng đôi với Đường Ngọc. Không được Dương gia, quận chúa tuổi còn trẻ nên đi quen biết thêm nhiều. Bổng Dương nhìn thấy Đường Ngọc sau khi đi theo ngươi đã thay đổi rất nhiều, hiểu biết rộng thêm. Hôm xưa thi tự không biết hai câu, nhưng bây giờ không những là tu tập dưỡng tánh, tánh tình còn trở tốt. Tại hạ là lão sư của quận chúa, đây là trách nhiệm của tôi mà. Lâu nay ai nấy đều hết cách với đứa con gái đành đá của ta, chỉ có ngươi mới trị nổi được nó. Nhưng mà Dương gia, đừng có nhân nữa. Nè Đường Giải Nguyên, từ nay phải tốt với con gái của ta. Bổng Dương quyết không bạc đãi người. Trái lại, nếu như con gái của ta có kể lễ nửa lời với ta, Bổng Dương sẽ quyết không tha cho người. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.